Các bạn có bao giờ thắc mắc Riot đã lấy hình mẫu từ đâu để tạo nên Yasuo, vị quốc tướng của Liên minh huyền thoại chưa? Hay liệu các bạn có biết Yasuo thực chất không phải là tên thật của nhân vật lãng khách này? Đó chỉ là hai trong số rất nhiều sự thật thú vị về Yasuo mà MGN Esports sẽ mang đến cho các bạn trong video ngày hôm nay. Trước khi bắt đầu, anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhấn thật mạnh cái nút đăng ký ở phía dưới cho MGN Esports nhé. Trong clip trước có một bạn viewer yêu cầu tôi làm thơ tán chi. Bây giờ nhấn nút đăng ký kênh rồi thì tôi xin tặng anh em một câu thơ tình để anh em áp dụng tán các bạn nữ tên chi nhé. Trăng lên 16 trăng tròn, chi lên 16 bụng tròn hơn trăng. Đùa thôi. Này cô em gái tên chi, người mà làm anh ngu si thế này, yêu chi hơn cả chính mình, anh xin dâng hiến thân mình cho chi. Anh em và chị em muốn tôi tặng thơ 8 bạn nữ hoặc bạn nam nào tên khác thì bình luận ở phía dưới nhé và nhấn đăng ký cho tôi đấy. Chúc mọi người thành công, giờ thì vào video thôi nào. Yasuo là vị tướng thứ 117 của Liên minh huyền thoại. Yasuo được ra mắt vào ngày 13 tháng 12 năm 2013, không lâu sau khi chung kết thế giới mùa 3 kết thúc. Tại mùa chung kết thế giới đó, SKT T1 đã có lần đầu tiên lên ngôi vô địch. Nếu như ra đời sớm hơn một chút, có thể Yasuo đã được Quỷ Vương Faker chọn ở chung kết thế giới và được làm trang phục riêng. Bản cập nhật chào đón Yasuo là bản 3.15, một trong những bản update cuối cùng của mùa 3 Liên minh huyền thoại. Yasuo được thiết kế bởi Certainty, người cũng đã từng làm ra những vị tướng như Darius, Gyra, Thresh, Kalista, Zoe và Aphelios. Ngoài ra, ông còn chịu trách nhiệm làm lại các tướng Mordekaiser, Graves, Caitlyn, Warwick và Akali. Liam O'Brien là diễn viên lồng tiếng cho Yasuo. Ông đã từng lồng tiếng rất nhiều nhân vật trong các tựa game và phim hoạt hình khác nhau, như là Illidan Stormrage ở trong World of Warcraft, Yushiro Ukitake trong anime Bleach, War ở trong Darksiders. Nổi tiếng nhất có lẽ là Gaara trong bộ anime lừng danh Naruto. Yasuo không phải tên thật của nhân vật này, đó chỉ là tên được đặt sau khi gia nhập vào trường dạy kiếm ở Ionia, với ý nghĩa ám chỉ bản ngã tự do tự tại của Yasuo. Trong tiếng Nhật, Yasuo là cái tên để chỉ một người đàn ông có ý nghĩa khác nhau tùy thuộc vào cách sử dụng bộ kanji. Hình mẫu để tạo nên Yasuo là Miyamoto Musashi, kiếm sĩ huyền thoại trong văn hóa Nhật Bản. Diện mạo và kiểu tóc của Yasuo khá giống với những bức họa về Musashi. Phong cách chiến đấu của Yasuo thì giống với Musashi thời trước khi ông sáng chế ra môn phái Nhị Đao Lưu. Nói về Nhị Đao Lưu, đây là môn phái kiếm thuật yêu cầu kiếm khách sử dụng hai thanh kiếm để chiến đấu. Trong bộ manga anime One Piece, nhân vật Kozuki Oden chiến đấu theo phong cách này với cái tên Oden Nhị Kiếm Phái. Ngoại hình thì giống huyền thoại Musashi, còn kỹ thuật chiến đấu và phong cách di chuyển của Yasuo thì được lấy cảm hứng từ nhân vật Haomaru trong series game nổi tiếng Samurai Spirits Samurai Showdown. Kỹ năng quỳ, bão kiếm của Yasuo khi đọc trong tiếng Nhật là Jankusen. Đây là cái tên mà Haomaru đã đặt cho đòn chém mạnh khi đứng của mình, cũng như là một kỹ năng đặc biệt của nhân vật này. Yasuo và Haomaru có cùng sở thích uống rượu. Khi sử dụng hiệu ứng khiêu khích trong trận đấu bằng cách nhấn Control 2, Yasuo sẽ uống một ngụm rượu, sau đó nhổ vào cây kiếm của mình. Đó cũng là hành động mà Haomaru làm như là một lời cầu nguyện trong mỗi trận chiến. Từng có một số thông tin cho rằng thanh kiếm của Yasuo tên là chăn chối, nhưng thực chất thì nó không có tên. Dựa theo độ dài, kiếm của Yasuo có thể là một thanh Tachi hoặc Odachi. Chiếc sáo mà Yasuo sử dụng khi thực hiện hành động nhảy bằng cách bấm Control 3 là sáo Shakuhachi, một loại sáo tre dài của Nhật Bản. Trong trang phục cao bồi, Yasuo thổi kèn harmonica thay cho sáo Shakuhachi. Còn trong trang phục siêu phẩm, Yasuo thổi sáo điện tử, tiếng Anh gọi là Wind Controller. Yasuo cao 1m8, nặng 77kg với thể hình 6 múi, cơ bắp cuồn cuộn. Tuy nhiên, trong trò chơi thì cân nặng của Yasuo lớn hơn nhiều so với con số 77. Ở thời điểm mới ra mắt, Yasuo là một trong 5 vị tướng có độ khó lên đến 100. 4 vị tướng còn lại lần lượt là Anivia, Cassiopeia, Evelynn và Rambo. Yasuo thuộc nhóm tướng không sử dụng năng lượng, hắn cũng là tướng thứ hai không dùng năng lượng mà có độ khó 100. Tướng đầu tiên là gã Yondo Rambo. Yasuo siêu phẩm lấy ý tưởng từ 3 nhân vật trong dòng game Metal Gear là Raiden, Sam và Gray Fox. Khi biến về, động tác giữ kiếm trên chân của Yasuo cũng y hệt nhân vật Raiden. Yasuo sinh ra tại vùng đất linh thiêng Ionia. Hắn là con của một quá phụ và có người anh trai cùng mẹ khác cha là Yone. Trái ngược với tính cách điềm đạm của Yone, Yasuo thời trẻ là một kẻ bốc đồng và kiêu ngạo. Ở thời kỳ của mình, Yasuo là người thứ hai lĩnh hội và phát huy được toàn bộ sức mạnh của phong tuyệt kỹ. Người còn lại là đại sư Soma, thầy của Yasuo và Yone. Yasuo có thể dùng được phong tuyệt kỹ một phần là do khả năng phép thuật bẩm sinh của hắn. Ban đầu, Yasuo không chịu làm đệ tử của đại sư Soma, vì thế Yone đã tặng hắn một hạt phong, tượng trưng cho bài học tối cao về sự khiêm nhường. Nhờ đó Yasuo đã chấp nhận trở thành môn đồ và vệ sĩ riêng cho đại sư Soma. Trong cuộc xâm lược của Noxus lên Ionia, trách nhiệm của Yasuo là bảo vệ đại sư Soma. Tuy nhiên vì ham combat, hắn đã tự ý bỏ lên để lao ra chiến trận, nhưng khi đến nơi, ở đó chỉ còn là bãi tha ma với xác người la liệt. Tròn tỉnh và quay trở về vị trí chỉ để thấy đại sư Soma đã bị hạ sát bởi phong tuyệt kỹ. Khi đó chỉ duy nhất Yasuo tại Ionia là sử dụng được kiếm pháp này, vì vậy hắn đã bị gán cho tội danh giết thầy và buộc phải bỏ trốn khỏi quê hương. Trên đường lang thang đi khắp nơi để tìm kiếm manh mối về hung thủ thực sự, Yasuo đã bị những đồng môn cũ truy sát. Với khả năng solo ao trình, hắn lần lượt giết hết những kẻ theo đuổi.
Kẻ truy đuổi mà Yasuo không muốn đối đầu nhất cuối cùng đã tới, đó là anh trai Yone của hắn. Cả hai đã có một trận chiến, tuy nhiên Yone không phải đối thủ của Yasuo với phong tuyệt kỹ và Yasuo đã kết liễu anh mình. Lời cuối cùng Yasuo nói với anh trai là một lời thanh minh, anh không phải kẻ giết đại sư Soma. Yone đáp lại rằng, vậy tại sao Yasuo lại trốn chạy sau đó chút hơi thở cuối cùng? Yasuo đã dằn vặt trong một thời gian dài vì cái chết của Yone. Yasuo có thể là môn đồ cuối cùng của trường dạy kiếm vì phần còn lại, kể cả Yone, đã bị hắn xử đẹp hết khi cố gắng truy sát hắn. Vết sẹo trên mũi Yasuo là có từ trận chiến với Yone. Sau khi hạ sát anh trai, Yasuo tiếp tục có hành trình truy lùng hung thủ. Sau đó hắn gặp gỡ và thu nhận Talia làm đồ đệ, dạy cô cách kiểm soát sức mạnh. Khi chia tay với Talia, Yasuo tặng cô hạt phong năm xưa mà Yone đã tặng. Bởi giờ đây hắn đã học xong bài học về sự khiêm nhường. Ngược lại, Talia tặng Yasuo một sợi len làm quà tạm biệt theo truyền thống của bộ tộc cô. Yasuo đã dùng nó để buộc tóc. Yasuo cuối cùng cũng đã biết được kẻ thù ác hại chết đại sư Soma là Riven. Hắn đã bí mật tham gia vào phiên tòa xét xử Riven tại Ionia và quyết đấu với cô để kiểm chứng sự thật. Yasuo sử dụng phong tuyệt kỹ và thanh kiếm cổ ngữ của Riven khiến nó nổ tung và bắn các mảnh vỡ đi. Một mảnh suýt tí nữa đã giết chết Asa Conte, cha nuôi của Riven, nếu như Yasuo không kịp thời ngăn chặn nó. Mọi chuyện diễn ra y hệt như năm xưa, khi đại sư Soma muốn giúp Riven phá hủy thanh kiếm nhưng vô tình mất mạng. Yasuo cuối cùng cũng biết toàn bộ sự thật và chấp nhận tha thứ cho Riven, nhưng vẫn tự trách bản thân vì đã không ở lại để bảo vệ sư phụ. Một thời gian sau, Yasuo đến lễ hội Hoa Linh và suýt nữa đã bị chiếm đoạt linh hồn bởi một con quỷ Azakana, đội lốt nhà sư. Nếu như không được Yone tái sinh cứu viện, cả hai đã song kiếm hợp bích và hạ gục con quỷ kia. Sau đó, Yasuo đã sẵn sàng nhận sự trả thù từ anh trai, nhưng Yone đã để hắn đi. Cả hai chia tay nhau và theo đuổi sứ mệnh riêng của mình. Không còn gì vướng bận ở Ionia nữa, Yasuo làm vệ sĩ cho Ahri và cùng nhau đến quần đảo bóng đêm để ngăn chặn sim chúa Viego tấn công vịnh Bilgewater. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Yasuo lên đường đến Noxus tìm Riven vì tin rằng có lẽ cô sẽ cần sự trợ giúp hoặc Yasuo đã chót yêu tấm thân cơ hàn của cô. Trong giai đoạn thử nghiệm, tường gió của Yasuo có thể được đặt bất kỳ đâu trong khoảng cách 1.000 đơn vị từ chỗ đứng, giống với tường băng của Anivia, nhưng chắc vì OP quá nên ý tưởng này đã bị loại bỏ. Câu thoại There's No Cure for Fools của Yasuo được lấy nguyên si từ Yojimbo, một bộ phim chủ đề samurai của Nhật Bản ra mắt vào năm 1961. Tôi xin phép dịch trợ câu thoại này là mấy thằng ngu thì không có thuốc chữa. Theo kinh nghiệm hơn 20 năm chơi Liên Minh Huyền Thoại máy chủ Việt Nam, tôi chắc chắn hầu như tất cả những người chơi Yasuo sử dụng trang phục cowboy đều đánh hay và thành thạo vị quốc tướng này. Vị cowboy là trang phục đầu tiên của Yasuo và nhiều game thủ đã luyện tập trở thành cao thủ Yasuo khi sử dụng ngoại trang này. Ngược lại, những thanh niên dùng Yasuo siêu phẩm thường canh tem 20GG và dĩ nhiên là kết quả xá màn hình. Để chứng minh mình là một main Yasuo đúng nghĩa, người chơi Yasuo phải thực hiện thuần thục được combo lướt bãi chim trong truyền thuyết. Vào năm 2018, người chơi đường giữa Subin Hoàng Cáp của Fnatic đã hứa sẽ chọn Yasuo làm skin vô địch thế giới nếu như anh thắng trận chung kết, nhưng rất tiếc là Fnatic của Caps đã đóng vai Naruto. Một năm sau đó, Subin Hoàng Caps trở lại trận chung kết thế giới cùng với Phước và cả hai đều có nguyện vọng làm trang phục vô địch thế giới cho Yasuo, nhưng đáng tiếc là họ tiếp tục thất bại trước người Trung Quốc. Cũng ở mùa chung kết thế giới 2019, đường giữa vô địch là Dunbi từng có ý định chọn Yasuo làm skin vô địch, nhưng sau đó anh đổi thành Malphite vì đó là tướng duy nhất vừa anh biết chơi. Vậy là chúng ta có FunPlus Phoenix Malphite, một trong những skin chung kết thế giới xấu nhất thay vì FunPlus Phoenix Yasuo. Cũng vì thế mà tới nay quốc tướng Liên Minh Huyền Thoại vẫn chưa có một trang phục chung kết thế giới nào. Có rất nhiều tranh cãi xoay quanh vấn đề là ai là người chơi Yasuo hay nhất thế giới. Dĩ nhiên không tính các game thủ chuyên nghiệp vì họ không thể chỉ chơi một tướng và cũng chưa có ai được vinh danh bằng skin Yasuo vô địch thế giới. Vài năm trước, có hai người chơi Yasuo được cho là hàng đầu, một là Akadata tại máy chủ châu Âu, một là Yasuo tại máy chủ Bắc Mỹ. Cả hai đều làm công việc streamer, YouTuber với độ thành thạo Yasuo gần như hoàn hảo. Để tìm ra người chơi Yasuo hay nhất thế giới, Akadata và Yasuo đã hẹn nhau solo nhiều hiệp. Kết quả là Yasuo thắng chung cuộc, tạm thời giữ danh hiệu Best Yasuo. Nhưng đến thời gian gần đây, một game thủ tên BZ Zhang đã leo đến top thách đấu máy chủ Hàn Quốc với Yasuo. Nhờ đó danh hiệu Best Yasuo thế giới xem như được trao cho BZ Zhang. Yasuo là tướng có tỷ lệ AFK cao nhất trong trò chơi, với con số 1,1%. Đơn giản vì Yasuo rất khó thành thạo mà một khi đã bị đối thủ dẫn trước thì cũng rất khó để gượng lại, nên người chơi Yasuo sẽ dễ nản mà AFK. Riot từng nhận được câu hỏi trên diễn đàn là làm sao để chơi Yasuo và một thanh niên có tâm nào đó đã làm hẳn một bài văn để trả lời. Một cao thủ Việt Nam nào đó đã từng sử dụng Yasuo và thắng 60 trận đánh thường liên tiếp. Mỗi trận anh lại chơi với những người đồng đội khác nhau, cho thấy trình độ thuộc hàng quái vật của anh trong chế độ đấu thường. Tên in-game của anh khi đó là Lightstop. Yasuo chỉ được xếp hạng 137 trên 140 trong một cuộc khảo sát game thủ tại máy chủ Bắc Mỹ vào năm 2022. Chủ yếu là vì người chơi server này sợ đối đầu với những Yasuo đỉnh cao. Còn tại Trung Quốc, Yasuo được xếp hạng 23 và chắc chắn ở Việt Nam thì Yasuo đứng hạng 1 khi tỷ lệ chọn và cấm luôn luôn cao hơn 50% bất kể thời gian hay meta. Những tiếng hô đầy mạnh mẽ của Yasuo khi sử dụng chiêu thức như Hasagi, Haseyo, Sojegeton là những phần ngữ Ionia cổ đại và tương đồng với tiếng hô Kiai của các võ sư Karate khi ra một đòn tấn công kết thúc bài quyền. Don! Hasagi! Don! Sorry again! Don!
Yasuo không khắc chế ai và cũng không bị ai khắc chế. Tất cả mọi kèo đấu với Yasuo đều được quy về kèo kỹ năng, gió lốc chưa lên, chúng sinh bình đẳng. Nếu hất tung được nhiều người, Yasuo có thể dùng chiêu cuối chăn chối lên tất cả, nhưng sẽ đáp xuống ở vị trí kẻ địch nhiều trang bị nhất. Đồng thời, nếu kẻ địch không đứng quá sâu trong trụ, Yasuo có thể chăn chối mà không rơi vào tầm trụ bắn. Một mẹo nhỏ có thể bạn đã biết về Yasuo, đó là Yasuo có thể dùng tường gió và Q3 cùng lúc để hủy hoạt ảnh bão kiếm và khiến đối thủ bất ngờ với cú lốc hơn. Vào ngày cá tháng 4 năm 2017, Riot từng nhá hàng một phiên bản Yasuo siêu OP với rất nhiều khả năng bá đạo. Dĩ nhiên đó chỉ là trò đùa mà thôi. Hãy cùng xem lại Riot đã buff bẩn Yasuo như thế nào khi đó nhé. Yasuo is science là một câu nói từng được sử dụng nhiều ở máy chủ Hàn Quốc để chỉ những game thủ chơi Yasuo fit Lycan. Câu này không phổ biến rộng rãi lắm tại những máy chủ khác, vì ở Việt Nam người ta thường nói óc chó Yasuo nhiều hơn. Ý tưởng ban đầu cho chiêu cuối của Yasuo là lướt về phía trước và làm choáng tất cả kẻ địch trong tầm chiêu, sau một thời gian trễ ngắn sẽ gây lượng sát thương dồn khổng lồ. Nói chung thì kỹ năng này giống với cú vô ảnh bộ của Shen nhưng tầm rộng hơn. YouTuber The Killer Ray từng mod một trang phục rất vô tri có tên là Yasuo xe lăn. Nhiều nơi hoa linh lục địa sẽ để xe lăn cho Yasuo trong skin này, và đó là những top sự thật vô dụng về cốt tướng Yasuo. Nếu thấy video hay và bổ ích, hãy like và share để ủng hộ tôi. Đừng quên nhấn nút đăng ký và cả nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video sau trên kênh MGN Esports nha.